Thì liên quan tới chuyển tiếp giữa lớp 5 và lớp 6 thì nó liên quan tới phần số tự nhiên này, số thập phân, phân số vân vân đó. Trong cái phần chuyển tiếp này thì cái phần phân số là cái phần mà là các bạn cũng có thể là tiếp thu được. Đó. Đương nhiên nếu như mà chúng ta học qua kiến thức lớp 6 rồi thì mọi thứ nó sẽ dễ nói chuyện hơn, đúng chưa? Đó. Nhưng liên quan tới là các bạn còn chưa học và chúng ta chỉ có là nhớ lại những kiến thức lớp 5. À, thì liên quan tới chuyển tiếp này thì liên quan tới cái gọi là tính tổng dãy phân số, nó là một số những cái loại mà là câu tương đối khó với lại các bạn lớp 5, kể cả với các anh chị lớp 6 nếu như không để ý thì nó cũng là khó, và thứ hai nếu không hiểu bản chất thì nó sẽ cũng là thành những câu khó đấy. Đó. Vậy thì liên quan tới dãy phân số thì các bạn thấy là các bạn biết cách quy đồng rồi đúng không? Đây là phải nhắc lại sơ sơ liên quan tới lý thuyết nhá. Ví dụ như là 1 phần 2 cộng 1 phần 3 thì các bạn quy đồng nó được gì nhỉ? Được gì đấy? Vậy quy đồng ở đây, vậy thì chúng ta sẽ chọn cái gọi là mẫu mà là cái số bé nhất mà chia hết cho hai mẫu. Thông thường sẽ là như vậy đúng không? Thông thường sẽ là chọn cái gọi là số bé nhất chia cho hai mẫu. Vậy số bé nhất chia cho số 2 và 3 đó là số nào nhỉ? Đó chính là số 6, đúng không? À, chính là số 6. Vì vậy chúng ta thấy cái anh 1 phần 3 này muốn biến thành 1 phần 6 thì chúng ta thấy cần phải nhân cả tử và mẫu liên quan tới biến thành số 6 ở dưới mẫu. Thì các bạn thấy cần phải làm gì đây? Chính là gì nhỉ? Nhân cả tử và mẫu phân số này với số 3. Và đúng không? Vậy thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ biến thành là 3 nhân 1 chia cho 3 nhân 2. Đúng không? Và nó bằng 3 phần 6. Đúng chưa? Đó. Đấy là 1 phần 2. Tương tự như vậy, 1 phần 3. À, vậy thì nó sẽ bằng gì đây? Muốn có mẫu là 6. Đúng chưa? Thì chúng ta cần phải nhân tử và mẫu với cùng một số, đó là số 2. 2 nhân 1 chia cho 2 nhân 3. Đúng không? Vậy nó bằng 2 phần 6. À, vậy thì tức là sao đây? Vậy 1 phần 2 cộng 1 phần 3 đối với những loại phân số như vậy, đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng chính là 3 cộng với 2 chia cho 6. Thế nhưng à, liên quan tới đây là tính ra kết quả sau cùng thì người ta sẽ ghi nó như vậy. Vậy thì bây giờ đối với một số bài người ta cứ để 3 nhân 2 nhân 3 thôi. Đó. Thì đấy là cái cách gọi là liên quan tới quy đồng. Đó. Thế tương tự như vậy thì ví dụ như là 1 phần 4 cộng 1 phần 5 nó sẽ bằng gì đây? 1 phần 4 cộng 1 phần 5 bằng gì? À đây nhá, quên thầy, đây là dấu nhân. Đó. Thầy cũng là quên mất là các bạn là chưa học tới 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 cái dấu nhân biến thành dấu chấm cho nhanh đúng không? Rồi, vậy 1 phần 4 cộng 1 phần 5 nó tương tự sẽ bằng gì đây nhỉ các bạn nhỉ? Nó sẽ là gì? 5 cộng 4 chia cho gì? 5 nhân 4. Đúng chưa? À, đây là thầy đang nhắc sơ sơ về cái cách quy đồng nhá. Một số những cách quy đồng. À, vậy thì tương tự như vậy. 1 phần 2 cộng 1 phần 4 thì hoàn toàn các bạn có thể chọn là gì nhỉ? Nó chính là gì? 4 cộng 2 chia cho 2 nhân 4. Đó, thì đấy là một số những cách quy đồng về tổng. Thế bây giờ hiệu thì sao? 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Các bạn thấy nó chính là gì đây nhỉ? Bằng anh nào nhân với anh nào đây? Bằng tử số sẽ là gì đây? Cũng quy đồng, mẫu sẽ là 2 nhân 3 và lấy 3 trừ đi 2. Trừ đi 2. Đúng không? Vậy chúng ta được là 1 trên 2 nhân 3 nhá. Đây thầy đang nhắc tới cái này nó còn liên quan tới cách hình thành nên lời giải của những bài. Nó chính là đi từ những cái gốc như vậy. Vậy tương tự như vậy, 1 phần 3 trừ 1 phần 4, bạn nào nói cho thầy xem nó bằng gì nhỉ? 1 phần 3 trừ 1 phần 4 bằng gì đây? Từng bước một nào. 1 phần 3 trừ 1 phần 4 bằng gì? Thầy mời anh Minh nào.
3 trừ 1 phần 4 là bằng 4 trừ 3 phần 3 nhân 4. 4 trừ 3 phần 3 nhân 4 tức là bằng bao nhiêu? 1 phần bao nhiêu? 1 phần 3 nhân 4. 3 nhân 4. Tương tự nhá. 1 phần 4 trừ 1 phần 5 nó sẽ bằng gì đây? 5 tiếp đi anh Minh, 5 trừ 4 trên gì? Trên 5 trừ 4 trên 4 nhân 5. Vậy nó bằng gì đây? 1 phần 4 nhân 5. À vậy thì nhiều bạn sẽ hỏi thế tại sao thầy lại đưa ra cái ví dụ như vậy? Vậy bây giờ các bạn quan sát cho thầy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cộng lại sẽ ra được điều gì nhá? Cộng lại này. Vậy bây giờ thầy lấy 1 phần 2 nhân 3 cộng 1 phần 3 nhân 4 cộng 1 phần 4 nhân 5 xem nó bằng gì này. 1 phần 2 nhân 3 chính là 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Có đúng không? À, cộng với 1 phần 3 nhân 4 chính là 1 phần 3 trừ 1 phần 4. 1 phần 4 nhân 5 chính là 1 phần 4 trừ 1 phần 5. Vậy từ đây các bạn thấy nó sẽ bằng gì đây nhỉ? Bằng gì đây? 1 phần 3 trừ đi 1 phần 3 hết chưa nhỉ? Bằng mấy? Bằng 0. Đúng không? 1 phần 4 trừ 1 phần 4 lại bằng 0. Cho nên rút gọn. Vậy kết quả bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 5. Và nó sẽ bằng 5 trừ 2 chia cho 2 nhân 5. Tức là bằng bao nhiêu đây? 3 phần 10. À vậy thì từ đây chúng ta nhận thấy điều gì? Nếu như không biết cách làm như vậy, chúng ta nhận thấy người ta bảo tính một cái tổng như vậy thì các bạn thấy nó sẽ rất là khó, đúng không? Thế nhưng khi chúng ta biết biến mỗi một cái phân số này về thành hiệu hai phân số, hiệu hai phân số, hiệu hai phân số, sau đó cộng lại thì nó sẽ khử nhau. À vì vậy cái phương pháp này người ta gọi là phương pháp khử liên tiếp. Phương pháp khử liên tiếp để đi rút gọn những cái loại phân số kiểu như vậy, đúng không? Phương pháp khử liên tiếp nó chính là gì? Ví dụ này, chúng ta làm được một loạt cái tổng, ví dụ A trừ B, sau đó lại cộng với B trừ C, cộng với C trừ D, cộng với D trừ E chẳng hạn, cộng vân vân vân. Đấy. Vậy thì quy luật ở đây chính là cứ lấy B rút gọn với trừ B, C rút gọn với trừ C, D rút gọn với trừ D, E rút gọn với trừ E, cho nên nó chỉ còn cái đầu và cái cuối chẳng hạn. Ví dụ bằng đây đúng không? Dừng lại ở E chẳng hạn thì nó sẽ bằng A trừ E. Đó, cái phương pháp người ta gọi là phương pháp khử liên tiếp. Để làm gì? Để chúng ta đi tính nhanh được những cái tổng này. Cả lớp đã hiểu sơ sơ chưa? Rồi ạ. À, đó. Đó. Vậy mấu chốt chính là nó đi từ bản chất cái việc nó là quy đồng như vậy thôi. Đó. Vậy từ đây chúng ta nhận thấy một cái vấn đề đầu tiên các bạn cần phải chú ý. Đó chính là gì? À vậy thì chúng ta đẩy sang chữ số, tức là gì? Đại diện tổng quát. Đó chính là B trừ A chia cho tích AB xem bằng gì nhá? À nhân đó, đấy, lại lâu rồi lại quên đấy. Thầy quen dạy các anh chị cấp 2 từ lớp 6 lên, chứ lớp 5 mà thầy cũng không quen dạy lắm cho nên là vẫn quên mất là các cái dấu chấm, dấu nhân. Đó. Vậy thì B trừ A chia cho A nhân B nó sẽ bằng gì? Lấy một hiệu chia cho gì? Coi A nhân B là mẫu, vậy thì nó sẽ bằng số thứ nhất chia cho A nhân B trừ đi số thứ hai chia cho A nhân B. Sau đó rút gọn đi, trên tử B chia cho B, mẫu B trên B, vậy được 1 trên A trừ 1 trên B. À vậy mấu chốt ở đây nhá, B trừ A trên A nhân B bằng này. Tức là sao? À, một phân số, đúng không? Bên dưới là tích của hai thừa số. Vậy trên tử chúng ta cần có hiệu của hai thừa số dưới mẫu.
thì khi đó phân số này sẽ đưa được về một hiệu. Đó. Ví dụ, vậy thì từ đây các bạn thấy 1/6 - 1/7 nó sẽ bằng gì đây nhỉ? Chính là gì đây? Hiệu hai số dưới mẫu 7 - 6 / 6/7. Vậy nó chính là 1/6 - 7. Vân vân, đúng không? Nhớ nhá. Cái này là cái đầu tiên phải đóng khung này. Khi tở là hiệu của hai thừa số dưới mẫu thì phân tích được thành hiệu như vậy. Đấy, bây giờ quay lại bài này. Bài ví dụ đầu tiên. Đấy, các bạn thấy nếu như mà không có một cái cách tính nào đó nhanh thì ai mà đi tính được các cái mẫu này ra các cái số và đi quy đồng, đúng không? Do đó phải có một cách tính nhanh. Đấy, thầy ví dụ đầu tiên ta có này, A bằng ghi lại 1/1 × 2 cộng 1/2 × 3. Vậy thì số tiếp theo nó phải là gì nhỉ cả lớp nhỉ? Số tiếp theo quy luật ở đây là gì? 1, 2, 2, 3. Vậy nó là 3 × 4. Vân 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 vân. Và đối với những cái loại này thì các bạn nên ghi ra cả số trước cuối nữa để chúng ta nhìn ra được cái quy luật về sau nữa. Cái phân số cuối là 1/99 × 100. Vậy phân số trước cuối ở đây là gì nhỉ các bạn? Phân số trước cuối là gì? 1/1/9. À đúng rồi, 1/98 × 99. Sao nhá? Rồi. Vậy từ đây theo quy tắc như bên kia, chúng ta thấy 1 đã là hiệu của hai số dưới mẫu chưa? Tử nó là hiệu của hai số dưới mẫu chưa? Này. Rồi mà 1 chính là hiệu của 100 - 99 này. 1 chính là hiệu của 99 - 98 này. Có chưa? Có rồi đúng không? À, vậy thì phân tích thành hiệu của hai phân số được chưa? À đấy, đơn giản thế thôi. Vậy 1/1 × 2 nó thành hiệu của hai phân số nào đây? Nó là hiệu hai phân số nào? 1/1 - 1/2 có đúng không? Đúng chưa? Ừ. Thế 1/2 × 3 biến thành hiệu của hai phân số nào đây? 1/2 - 1/3. Thế thôi. Tương tự như vậy, 1/3 / 4 sẽ bằng gì đây? 1/3 - 1/4. Đúng rồi, 1/3 - 1/4 và cộng vân 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 vân. Rồi, 1/98 × 99 thì bằng bao nhiêu? 1/98 - 1/99. Thế còn 1/99 × 1/100? 1/99 - 1/100. Đúng rồi. Đó. Vậy đến đây các bạn nhìn ra quy luật rút gọn chưa? Và chính là như thầy nói, đây là chúng ta đưa về cái loại khử liên tiếp. Vậy quy luật rút gọn ở đây là gì nhỉ? Thấy nhá. 1/2 - 1/2 bằng 0. Đúng không? 1/3 - 1/3 = 0. Tương tự như vậy thì cái chỗ này sẽ là cộng với 1/4 - 1/5 này. Và cái cách gạch rút gọn nó là như vậy. Đó. Rút gọn về số đằng sau. Tương tự như vậy thì 1/98 này sẽ gạch với cái đằng trước của nó là -1/98. 1/99 sẽ trừ hết cho 1/99. Vậy kết quả chúng ta thấy chỉ còn có 1/1 trừ đi đằng sau là 1/100. Đúng không? Vậy thì cần phải đi xử lý anh này như nào thì đưa về mẫu chung là 100. 1 nó chính là 100/100. Sau đó trừ đi 1/100. Đúng không? Vậy nó sẽ bằng gì đây? 99/100. Đúng không? Vậy các bạn đã hiểu về cái cách gọi là khử liên tiếp này chưa? Hiểu chưa? Thế bây giờ thầy cho luôn một cái ví dụ nhá. Thầy cho luôn một cái ví dụ 2 nữa để cho các bạn hiểu thêm nữa này.
Ví dụ tiếp theo. Đấy. Đấy thì đây là cái loại mà dễ nhất, dễ nhìn nhất, đó chính là tử số là 1. Thế bây giờ ví dụ tử số là 2. Bây giờ các bạn chú ý nhé. Vậy khi B cách A 1 đơn vị thì B trừ A bằng 1. Vậy thì lúc này B cách A 2 đơn vị. À đây thầy ví dụ này. B cách A 2 đơn vị nó chính là 1 phần, ví dụ 1 phần 5 trừ 1 phần 7. Đúng chưa? Vậy nó sẽ bằng gì đây? Chính là 7 trừ 5 trên 5 nhân 7. Và rút gọn đi nó được gì đây nhỉ? 2 trên 5 nhân 7. Đúng chưa? À vậy từ đây thầy cho chúng ta cái bài toán số 2 nhá. Ví dụ tính A bảng. Lần này thầy không để tử số là 1 nữa, mà thầy để tử số nó đều là 2, là hiệu của hai số dưới mẫu. 2 trên, ví dụ đi từ 5 nhân 7 đi. À tiếp theo này, cộng 2 trên 7 nhân 9. Bạn nào đọc tiếp cho thầy phân số thứ 3 nào? Sẽ là 2 trên gì đấy? 9 nhân 11. Vậy thì từ đây các bạn cũng có thể làm thầy giáo được. Thứ nhất này, trong mỗi một loại bài các bạn tự ra được đề, tức là lúc đấy mình làm được thầy giáo rồi. Thầy giáo của các em đúng không? Hay là mình ra được đề, tức là mình hiểu bản chất rồi, mình ra được đề. Vậy thì bây giờ các bạn thấy muốn ra được đề thì cái quy luật ở dưới mẫu này, các bạn nhìn ra quy luật chưa? Nó là gì nhỉ? Các số gì đây? Ví dụ đằng sau này thầy có thể lấy cái số 100 được không? Có thể đẩy số 100 vào được không? Được không? Không nhá, bởi vì đây là các số lẻ liên tiếp. Đặc điểm của nó là các số lẻ liên tiếp. À vì vậy nếu như thầy định ra đề, đúng không? Thì thầy khóa đuôi của nó chính là gì? Hai số lẻ liên tiếp. Thầy cần khóa đuôi. Ví dụ năm nay là năm bao nhiêu đây? Năm nay là năm bao nhiêu? Năm 2024. Vậy thì thầy không thể khóa đuôi bằng cái số 2024 được, bởi vì quy luật đây là số lẻ. Vậy thì giảm đi một nút, 2023. Vậy thì cái số tiếp theo thầy phải nhân ở đây nữa là 20 bao nhiêu đây? 2025, đúng không? À vậy đấy chính là cách ra đề đấy. Ra đề cho các bạn chỉ thế thôi. À vậy thì bây giờ sẽ làm như nào? Bây quay ngược lại. Đúng chưa? Vậy thì từ đây chúng ta thấy này, 2 trên 5 nhân 7 giống như cái ví dụ bên này thì nó bằng gì đây nhỉ? 1 phần 5 trừ 1 phần 7 có đúng không? Đúng chưa? 1 phần 5 trừ 1 phần 7. À, vậy thì 2 trên 7 nhân 9 bằng gì đây nhỉ? Cả lớp. 2 trên 7 nhân 9 bằng gì? Nghĩ đi. 2 trên 7 nhân 9 bằng gì? Là 1 phần 7 trừ 1 phần 9. Có đúng không? À, 2 trên 9 nhân 11 bằng gì? 1 phần 9 trừ 1 phần 11. Vân 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 vân. À vậy thì từ đây chúng ta thấy này, để cho nó lộ ra quy luật thì thường là gì? Đó là người ta sẽ ghi ra cả phân số trước cuối nữa. Đúng không? Cho nên chỗ này thầy ghi thêm một phân số trước cuối nhá. Ví dụ là 2 trên 2025 nhân với 2027 chẳng hạn. Đúng không? Và đến đây nó sẽ là gì nhỉ? Cái anh này chính là hiệu của hai phân số nào? Một trên gì đấy? Một trên 2023. Trừ đi. Một trên 2023. Đúng rồi. Và cộng với phân số cuối biến thành gì đấy? Một trên. Một trên 2025. Trừ đi. Một trên 2027. Rồi ok. Vậy đến đây các bạn nhìn ra quy luật rút gọn liên tiếp chưa? Khử liên tiếp này.
1 phần 7 trừ đi 1 phần 7 bằng 0. 1 phần 9 trừ đi 1 phần 9 bằng 0. Tương tự như vậy, anh này sẽ rút gọn với đằng ngay sau nó. Rồi, 1 phần này rút gọn với trừ đi ngay trước nó, y hệt như vậy. Đúng chưa? Anh này rút gọn như vậy. Vậy kết quả bằng gì đây nhờ cả lớp? 1 phần 5 đúng không? Trừ đi 1 phần 2027. Thế thôi. Và các bạn có thể để nguyên như này cũng được, nếu như đề bài mà không yêu cầu chúng ta. Đặc biệt các bạn mà chưa học tới cái cách gọi là quy đồng theo cái cách của lớp 6 thì các bạn để như này nhiều khi cũng không sao. Nhưng chắc chắn là nhiều bạn học biết cách quy đồng rồi đúng không? Vậy nó bằng 2027 trừ 5 chia cho 5 nhân 2027. Thế đó. Đó thì đấy là cái loại bài mà liên quan tới, người ta gọi nó cái phương, cái này nó có phương pháp người ta gọi là đưa về cái gọi là loại khử liên tiếp. Đó. Gạch liên tiếp này người ta gọi là khử này, rút gọn cho nó bằng 0. Thế đó. Hãy qua bài đầu tiên này cả lớp hiểu chưa? Ạ. Vậy thì mấu chốt ở đây chính là gì? Muốn đưa được về hiệu hai phân số thì trên tử số chúng ta cần nó chính là hiệu của đúng hai cái số dưới mẫu. Tử số cần phải là hiệu đúng của hai số dưới mẫu. Thì khi đó chúng ta mới đưa được về hiệu hai phân số. Đó, tử đúng là hiệu hai số dưới mẫu. Ok nhá. Rồi các bạn ghi chép vào đi. Bây giờ này thầy lại phát triển bài toán lên. Để cho các bạn chú ý này nhá. Bây giờ thầy phát triển bài toán lên. Thầy chỉ dừng lại ở đây thôi. Để xem các con nhận xét được điều gì nhá. Này, 3 x 4 này. Thầy dừng ở đấy thôi nhá. Đây, bắt đầu phát triển bài toán lên. Phát triển bài toán. Vậy bây giờ thầy cho biểu thức B bằng 1 trên 1 x 2 này, cộng 1 trên 2 x 3, cộng 1 trên 3 x 4, cộng 1 trên 4 x 5. Vậy nếu như rút gọn thì các bạn biết cách rút gọn rồi đúng không? Vậy bây giờ giống như người ra đề này. Vậy thì để làm khó cho các bạn thêm một chút nữa thì các bạn có biết người ta sẽ làm nào không? Đó là thầy nhân hộ vào bên trong. 1 trên 1 x 2 các bạn thấy nó bằng mấy đây? Chính là bằng 2. Đúng chưa? 1 trên 2 x 3 bằng mấy? 1 phần 6. Đúng chưa? 1 trên 3 x 4 bằng mấy? 1 phần 12. Và 1 trên 4 x 5 bằng bao nhiêu? 1/20. Vậy thì từ đây người ta bảo tính cái biểu thức này. Bây giờ bắt đầu thầy xóa cái bên trên đi. Xóa bên trên đi nhá. Đó. Phát triển bài toán. Thầy bảo đi tính cái anh này. Vậy từ đây các bạn đã có ý tưởng chưa? Hiểu ý tưởng thầy phát triển bài toán lên chưa? Rồi ạ. À vậy thì từ đây các bạn nháp cho thầy bài sau này nhá. Đây. Đó, đấy là cái cách người ta phát triển bài toán lên và các bạn sẽ có được cái hướng để mà đi xử lý bài toán. Đây, các bạn thử nháp cho thầy bài này nào. Nháp đi nhá, các con nhớ là này, học cái gì cũng thế, quan trọng nhất là mình phải hiểu. Hiểu và thứ hai khi hiểu rồi gặp bài tương tự mình phải nháp. Đó. Cho nên là học toán đôi lúc là các bạn thấy vở nháp nó quan trọng hơn như vở chính ấy. Nháp mới là cái để cho chúng ta hiểu bài này, ghi chép. Còn các bạn mà cứ chăm chăm mà ghi chép thôi nhưng mà không hiểu hoặc là không chịu nháp ấy, thì lần sau coi như là gặp thì cũng chỉ là nhớ nhớ mang máng trong đầu thôi, chứ người ta bảo học đi đôi với hành mà. Đó, phải thực hành một chút. Mà muốn thực hành được thì các bạn phải có nháp và ghi nó ra. Nào, Quốc Hưng làm nào đây con? Dạ, 1 phần 12 bằng 3 nhân 4, 1 phần 3 nhân 4. Ờ. 1 phần 20 bằng 1 phần 4 nhân 5. À, đúng rồi, 12. 20 bằng 1 phần 5 nhân 6, cộng 1 phần 42 bằng 1 phần 6 nhân 7, cộng 1 phần 5 6 bằng 7 nhân 6.
À, chính xác, bạn ấy mới tách ra được bí ẩn. Đó là gì? 12 lúc đó là cố gắng đưa về giống như cái loại bài trước, đó là mẫu số, nó là đưa mẫu số về tích của hai thừa số. Vấn đề là chọn hai thừa số nào. Đúng chưa? À, chúng ta cố gắng đưa các cái mẫu số, đưa mẫu số về tích các thừa số, về tích hai thừa số. Hai thừa số. Vậy thì đương nhiên bây giờ chúng ta cùng nhau này. À, cái 12 thì có những cái lựa chọn nào? 1 là 1 nhân 12, có đúng không? 2 là cũng bằng 2 nhân với lại mấy đây? 2 nhân 6. Đúng chưa? Và nó còn bằng 3 nhân 4 nữa. Đó. Vấn đề chọn anh nào thì mình lại phải xem cái mẫu thứ hai. À, 20 có những lựa chọn nào đây? Lựa chọn nào đây nhỉ? Tương tự như vậy cũng là 1 nhân 20 đúng không? 2 nhân 10. Tiếp theo là gì? Là 4 nhân 5. À, vậy thì bắt đầu đây chúng ta phải lựa cái gì? Chúng ta đang cần có một phân số biến thành hiệu hai số, thì phân số đấy nó có dạng tử số là hiệu hai thừa số dưới mẫu. Đúng không? A nhân B. Khi đó nó sẽ đưa được về hiệu hai phân số 1 phần A trừ đi 1 phần B. Đúng không? Vậy chúng ta cùng nhìn thấy là trên tử đều là 1. Cho nên mình cố gắng đẩy mẫu số về tích hai thừa số mà hiệu bằng 1. Cho nên mình chọn cái 3 nhân 4 và đồng thời cái kia là 4 nhân 5. Đấy, mình chỉ cần nhìn hai anh này cái bắt đầu mình nhìn quy luật luôn. À, 3, 4, 4, 5, anh này 5, 6, vẫn quy luật chắc chắn đúng rồi, trừ khi đề bài cho sai. Anh này phải là 6, 7, 7, 8. Tương tự nó phải là 8 nhân 9 bằng 7, 2 vân vân đấy, đúng không? Thế thôi. Vậy từ đây chúng ta giải, ta có A bằng. A bằng 1 trên 3 nhân 4 cộng 1 trên 4 nhân 5 cộng 1 trên 5 nhân 6 cộng 1 trên 6 nhân 7 và cộng với 1 trên 7 nhân 8. Thế thôi. Đấy, giống như ban nãy 1 trên 3 nhân 4 bằng gì đây nhỉ? Bằng gì cả lớp? Bằng gì? 1 phần 3 trừ 1 phần 4. Đúng không? 1 trên 4 nhân 5 bằng gì? 4 trừ 1 phần 5. Vậy các bạn thấy khử được liên tiếp chưa? Đó, 1 phần 4 trừ đi 1 phần 4. Tiếp theo 1 phần 5 trừ 1 phần 6, đúng không? Anh này sẽ là gì? 1 phần 6 trừ 1 phần 7. Phân số cuối 1 phần 7. Đúng rồi. Vậy từ đây bắt đầu chúng ta lại có khử liên tiếp chưa? Đó. 1 phần 6, 1 phần 6, 1 phần 7, 1 phần 7. Vậy nó còn chỉ có đầu tiên 1 phần 3 không bị khở, trừ đi 1 phần 8 viết lại. Vậy đến đây xong chưa? Đúng không? Vậy nó chính là bằng 8 trừ 3 chia cho 3 nhân 8. Đúng không? 8 trừ 3 bằng 5 phần 24. Vậy các bạn thấy làm như vậy nó nhanh không? Chứ còn bây giờ mình muốn đi tìm cái số bé nhất mà chia hết cho các cái số này, sau đó để các bạn quy đồng mẫu giống như phương pháp đã học thì các bạn thấy bao giờ cho xong đây, đúng không? Đó, cho nên là gặp những phân số mà hơi phức tạp một chút thì chúng ta cần phải đưa nó về, cố gắng đưa về cái loại mà chúng ta quen biết, à, có thể đi xử lý được. Thế còn cái loại này mà đi một quy đồng lên thì thôi, chẳng thà đừng có làm, đúng không? Làm như vậy bao giờ cho xong. Cả lớp hiểu bài chưa? Người á. Ờ đó, thế đó. Vậy từ, bây giờ bắt đầu thực hành cho thầy nhá. Lạng na ná như lạng trước. Rồi, các bạn làm cho thầy hai bài này. Bắt đầu tự nhát đi, những bài trước là thầy hướng dẫn cho chúng ta để các bạn hiểu về bản chất, cách hình thành các bài toán nó chỉ như vậy thôi. Đó, sau khi chúng ta hiểu rồi, bây giờ các bạn làm cho thầy nào.
Rồi, thầy mời một bạn nào. Thầy mời Hoài An nhỉ? Ừ. 2 trên 1 nhân 3 thì con phân tích được thành hiệu của hai phân số nào đây nhỉ? 2 phần 1 trừ 2 phần 3, không đúng rồi. À, 1 phần 1 trừ 1 phần 3 mới đúng. Đó. Đây này, cứ nhớ này. 1 phần trừ đi 1 phần thì nó sẽ bằng tử số. Nhớ nhá, tử số nó là đúng hiệu của hai số dưới mẫu. Chú ý này, nhớ nó là gì? Tử số nó phải chính là bằng hiệu của hai số dưới mẫu. Hai số ở mẫu. Đúng không? Thì cái phân số đấy nó sẽ bằng, thì phân số sẽ bằng chính là 1 trên trừ đi 1 trên. Chứ không phải là 2 trên trừ 2 trên nhá, Hoài An nhá. Hoài An đã hiểu chưa? Ở đây này, chúng ta nhận thấy này, 2 chính là bằng 1 phần hiệu hai số dưới mẫu. Đây này. B trừ A chia cho tích AB thì có phải bằng B chia cho tích AB không con? Đúng không? Trừ đi A chia cho tích AB có đúng không? À, thế B chia cho tích A nhân B thì có phải bằng 1 trên A không? Đúng rồi. Trừ đi A chia cho tích AB có phải là 1 trên B không? À, vậy thì từ đây chúng ta thấy này, 1 trên trừ đi 1 trên chính là bằng B trừ A chia cho tích A nhân B. À, tức là sao? Khi một phân số có dạng tử số bằng hiệu của hai thừa số dưới mẫu, tử số bằng hiệu hai số dưới mẫu, thì nó sẽ được phân tích thành 1 trên trừ 1 trên, chính là 1 trên thừa số thứ nhất, 1 trên thừa số bé trừ 1 trên thừa số lớn. Hiểu chưa? Thế thôi. Vậy bây giờ chúng ta có này, 2 trên 1 nhân 3 thì có phải bằng 1 phần 1 trừ 1 phần 3 chưa? Đúng. Thế thôi. Cộng với 2 trên 3 nhân 5 lúc này bằng gì đây? 2 trên bao nhiêu? À quên, lại là 1 trên chứ. 1 trên 3 trừ đi 1 trên 5 cộng với vân 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 vân. Vậy cái phân số trước cuối này nó là gì nhỉ? Phân số trước cuối là gì? 2 trên 97 nhân 99 đúng không? Và phân số sau cùng này chính là 1 trên 99 trừ đi 1 trên 101. Đúng không? Đây là A. Vậy đã khử liên tiếp chưa? Anh này khử với ngay sau nó. Đúng chưa? Anh này sẽ khử với ngay trước nó. Vậy kết quả bằng 1 phần 1 trừ đi 1 phần 101. Đúng không? Đúng không? À, thế 1 phần 1 chính là 101 phần 101 trừ 1 phần. Vậy bằng 100 phần 101. Thế thôi, thực ra các bạn chỉ cần là làm từ đây là thành công rồi. Là rất ok rồi. À. Thầy giải qua cô. Rồi, bây sang câu B đúng không? Câu A nhá. Rồi, câu B, vậy khi làm bao giờ mình cũng phải quan sát quy luật chung của các phân số là gì? Đấy, cái tử số nó bằng hiệu của hai thừa số dưới mẫu chưa? Bằng chưa? Ừ, thế thôi. Ừ. Rồi, tuy nhiên bây giờ thầy hỏi, bây giờ này, phát triển tư duy ở chỗ này này. Đó là bây giờ thầy đố bạn nào nói ra được là cái đề này có đúng hay sai và tại sao đúng, tại sao sai. Muốn biết đúng hay sai thì các bạn phải xem các cái quy luật thừa số dưới mẫu này là gì. Nhỡ đâu thầy cho đề nhầm thì sao? Đây là khoảng cách giữa các, đây là các số lẻ liên tiếp, ok nhá. Nhưng đây, lần này các bạn thấy là tận là khoảng cách 5 cơ. Vậy thì nhỡ đâu thầy ra đề sai thì sao? Cho nên mình phải nhìn ra được quy luật của các số dưới mẫu. Các bạn thấy quy luật của các số dưới mẫu này là gì nhỉ? Cách nhau 5. Nhưng các bạn nhìn vào những thừa số đầu tiên ấy, 1 này, 6 này,
Vậy quy luật ở đây là gì? Các tăng thêm 5 hoặc là gì nữa? Chia 5 dư mấy? Chia 5 dư 1. Cho nên chúng ta chỉ cần lộ ra được số thừa số thứ nhất sẽ tính được thừa số thứ hai bằng cách cộng thêm 5. À vậy các thừa số thứ nhất nhỉ? 1 này, chia 5 dư 1 này. 6 chia 5 dư 1 đúng không? Vân vân. Vậy 101 chia 5 dư 1 đúng chưa? À, để đúng. À đó. Tại sao thầy nói như cái như vậy? Bởi vì nhiều bạn nhiều khi là nhiều khi gõ đề sai đấy. À thầy nhớ ví dụ này. Cho nên nếu như chỗ này không để ý lại lấy 5 trên ngẫu hứng cũng cách nhau 5 tưởng là ngon ăn, lấy 100 nhân với 105, vậy tức là đề sai lập tức luôn. Đấy, cho nên là thầy giảng cho các bạn là đôi lúc mình phải nhìn ra cái quy luật các cái thừa số ở dưới mẫu này là gì. Đúng không? Đó, thế đó. Đấy là thầy nói câu chuyện ngoài lề đó. Đúng không? Vậy bây giờ từ đây nào bạn nào nói cho thầy B bằng gì nhỉ? Đó, từ từ nhá. Từ từ để thầy ghi lại đề đã. 5 trên 1 nhân 6. Đó. Cộng 5 trên 6 nhân 11. Cộng vân vân vân. Vậy thì thầy cần một phân số trước cuối. 5 trên 101 nhân với 106. Vậy phân số trước cuối là 5 trên bao nhiêu đây? 5 trên bao nhiêu? 5 trên 96 nhân 5 trên 96. À đây này các bạn cứ nhớ nha. Cái thừa số của phân số sau, thừa số đầu tiên ở dưới mẫu, nó chính là thừa số sau của phân số trước. Vậy cái thừa số sau của phân số trước nó cũng chính là thừa số trước của phân số sau. Cho nên anh này nó chính là 101. Mà đã ra được 101 thì cái thừa số đứng trước của nó theo quy luật cách nhau 5 đơn vị. Cho nên mình lấy 101 trừ 5 bằng bao nhiêu? 96. Đấy, đó là như vậy đấy. Ok chưa? Cả lớp đã hiểu chưa? À, thế bây giờ nó sẽ bằng gì đây? 1 phần 1 trừ đi bao nhiêu? Trừ 1 phần 6. Phân số thứ hai biến thành. À, đồng loại, tương tự như vậy. Phân số này là hiệu của hai phân số nào đây? 1 phần 96 trừ đi gì? 1 phần 101. Phân số này là 1 phần 101 trừ đi 1 phần 106. Và đúng là khử liên tiếp chưa? Đó. Đúng chưa? Vậy kết quả bằng 1 trừ đi 1 phần 106. Đó. Đó. Đấy là cái loại mà liên quan tới khử liên tiếp nhìn rất ngon ăn. À, theo quy luật. Vậy từ đây, bây giờ thầy lại cho thêm một cái ví dụ này nữa nhá. Để xem các bạn sẽ làm như nào đây. Thôi thầy xóa mất rồi, bạn nào chưa kịp ghi thì thôi để sau vậy. À bây giờ thầy gọi cho ví dụ nhá, câu C này. Đó. Ra đề trực tiếp trên bảng. Bây giờ thứ nhất, bây giờ các bạn thấy rằng đối với loại này thì qua một vài lần thì các bạn thấy nó cũng đơn giản rồi đúng không? Đúng chưa? Ừ, thì cứ thế mà làm thôi, thì vậy thì tự nhiên thấy nó tương đối nhàn và nó đơn giản đúng không? Bạn nào để ý thì một lần cái chúng ta thấy nó rất dễ, nó không có gì khó đâu. Vậy bây giờ chúng ta cùng phát triển lên này. Ví dụ thầy lấy 1 phần 2 trừ đi 1 phần 3. Sau đó tí nữa lại lấy 1 phần 3 trừ đi 1 phần 7. Xong lại lấy 1 phần 7 trừ đi 1 phần 9. Lại lấy 1 phần 9 trừ đi 1 phần 13. Lại lấy 1 phần 13 trừ đi 1 phần
1 phần 10 16 chẳng hạn. Đó. Vậy các bạn thấy đây là nếu như chúng ta có được cái phép tính như vậy, các bạn rút gọn được chưa nhỉ? Rút gọn được chưa? À. Vậy thì bây giờ lật ngược lại, thầy sẽ có bài toán sau đây. Lại làm giống như quy luật như vậy, 1 phần 2 trừ 1 phần 3 thì theo các bạn nó bằng bao nhiêu nhỉ? Nó là 1 phần mấy đây? 6. Đúng chưa? À, 1 phần 3 trừ 1 phần 7 thì bằng bao nhiêu? 13. Bằng bao nhiêu? 4 phần 21. À đúng rồi, bằng 7 trừ 3 4 phần 21. À, 1 phần 7 trừ 1 phần 9 bằng bao nhiêu? 2 phần 7, 9, 6, 3. Và 1 phần 9 trừ 1 phần 13 được bao nhiêu? 2 phần bao nhiêu đây? 9, 3, 2, 7. Nhớ 2. 9, 1 là 9, nhớ 2 là 11. À đây, cắt đến đây thôi. Cho nó đỡ bị, đỡ phải nhân đằng sau hai chữ số. Mất thời gian hơn. Vậy từ đây, thầy sẽ có một cái bài toán cho các bạn. Đó là gì đây nhỉ? Chính là ví dụ tính như vậy đi. Đúng chưa? À vậy bây giờ thầy bảo rút gọn. Rút gọn cái C bằng gì đây nhỉ? 1 phần 6 cộng với 4 phần 21 cộng với 2 phần 63 và cộng với 2 phần 117. Vậy thì nếu như gặp một bài như vậy thì tự nhiên mình nghĩ này đơn giản này. Mặc dù nó chỉ có 4 phân số thôi nhưng mà mẫu số rất lớn. Cho nên không ai đi tìm cái mẫu chung nữa theo cái quy tắc mà chúng ta đã học lớp 5. Vì vậy nó phải có phương pháp đặc biệt. Đúng không? Vậy thì đầu tiên chính là người ta nghĩ tới cái việc đó là gì nhỉ? Tách mẫu số này ra thành tích của các số nào mà xem nó có là hiệu nó bằng đúng trên tờ hay không. Vậy chúng ta thấy 6 chính là gì? 2 x 3 mà thỏa mãn 3 trừ 2 đúng bằng 1. À 21 có những cách tách nào? 1 x 21 nhưng hiệu nó có bằng 4 không? Không đúng không? À cho nên mình lại nhẩm cái thứ hai, 4 x 3 3 x 7 đúng không? À thỏa mãn 4 chính là 3 x 7. Hiệu của hai số 7 trừ 3. Tương tự như vậy. 63 tích thành tích của hai số mà có hiệu là 2 chính là số nào đây nhỉ? 7 x 9 đúng không? Và 117 nó chính là gì đây? 9 x 13. À 9 x 13 giống như bạn nãy đấy. Vậy từ đây chúng ta có 1/2 x 3 thỏa mãn nó bằng 1/2 trừ 1/3 chưa? 4/3 x 7 nó chính là gì đây? 1/3 trừ 1/7. Thế thôi. Và cộng với anh này chính là gì đây? 1/7 trừ 1/9. Thế thôi, và anh cuối là 9 trừ 1/13. Và các bạn đã thấy nó khử liên tiếp chính là cái loại mà chúng ta học. Vậy kết quả bằng 1/2 trừ 1/13. Đó, vậy là nó sẽ có hình thành những bài như vậy. Và nó sẽ khó hơn một chút, đó chính là gì? Làm ngược từ cuối cũng đúng như vậy thôi. Nó chính là gì? Cứ lấy các cái hiệu này khử, sau đó tính ngược lại cho các bạn để ra được cái phân số, để xem các bạn có hiểu bản chất của cái vấn đề là đưa về khử liên tiếp bằng cách tách mẫu ra thành tích hai số mà phải thỏa mãn được, cố gắng đẩy về hiệu nó bằng số trên tờ. Đúng không? Vậy mấu chốt của tất cả những loại bài này nó chính là gì đây? 1/a trừ đi 1/b thì luôn bằng b trừ a trên tích a nhân b. Tức là nhìn vào một phân số mà dưới mẫu có tích thì mình nhìn xem trên tờ nó có là hiệu của hai thừa số dưới mẫu hay không. Đó. Vậy có những bài bắt đầu nó lại khó hơn tí nữa. Đó chính là gì? Nó không phải là hiệu của hai thừa số dưới mẫu nhưng có thể đưa được về loại đấy bằng cách phải nhân thêm hoặc là chia bớt ra. Thế thôi. Vậy sang ví dụ tiếp theo nhá. Đây, thầy cho ví dụ tiếp này. Câu ABC này. Tính C. C bằng này.
Lần này thầy để là 1 trên 1 nhân 3 cộng với 1 trên 3 nhân 5 cộng với 1 trên 5 nhân 7 cộng vân 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 cộng với 1 trên 97 nhân 99 cộng 1 trên 99 nhân với 101. Đó, các bạn thử tư duy cho thầy câu này xem như nào đây. Thứ nhất, các bạn quan sát thấy nó có cái vẻ là tử số bằng hiệu của hai số dưới mẫu không? Có bằng không? Không đúng không? À, vậy thì bây giờ muốn đưa được về loại đấy chúng ta cần phải tử số đúng bằng hiệu của hai số dưới mẫu cơ. Nhưng lần này tử nó lại không phải. Vậy làm nào? Nghĩ đi. Rồi, trước khi vào bài này, bây giờ thầy hỏi qua lý thuyết các bạn tí nhỉ. Trước khi vào bài này, bây giờ thầy hỏi qua lý thuyết các bạn này. Ví dụ nhân A với B cộng C thì sẽ bằng gì đây nhờ cả lớp nhỉ? A nhân B cộng C bằng gì? Nhân một số với lại một tổng ấy, bằng gì đây? Nói tự do đi. À đúng rồi, A nhân với B cộng với A nhân với C. Rồi, thế bây giờ cái B ở đây thầy thay bằng phân số. Thì A nhân với 1 trên M cộng 1 trên N thì nó chính là bằng này. A nhân với 1 trên M có đúng không? Cộng với A nhân với gì đây? 1 trên N. Vậy nó bằng A trên gì? M cộng A trên N. Đúng không? Đó. Đấy, tương tự như vậy. À, vậy bây giờ vậy thì phát triển đến ba số cũng vậy thôi. A nhân với 1 trên M cộng 1 trên N cộng 1 trên P cộng vân 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 thì sẽ bằng gì? Cùng nhìn nhanh này. A nhân với 1 trên M thì được A trên M cộng với A nhân 1 trên N bằng A trên N. A nhân 1 trên P được A trên P. Đây chính là quy tắc nhân một số với một tổng. Còn tổng ở đây có thể thay bằng tổng của các phân số. Đấy, chúng ta có quy tắc nhân phân số thôi. Đó. Vậy thì từ đây quay ngược lại bài toán này. Các bạn thấy này. Thứ nhất, để tách thành hiệu các phân số thì cần phải tử chính là hiệu của hai số dưới mẫu. Nhưng tử là đây là đều là 1 đúng không? Tử đều là 1. Vậy thì nó không thể tách được thành 1 phần 1 trừ 1 phần 3. Vậy chúng ta cần tử là bao nhiêu thì sẽ thành 1 phần 1 trừ 1 phần 3 nhỉ? Tử là số mấy? Tử là số 2. Tất cả cần tử là số 2 giống như anh này thì sẽ rút gọn được. Vậy thì bây giờ làm nào để tất cả tử về cùng một số đây? Đó chính là gì nhỉ? Nhân tất cả cái biểu cái tổng đó với cái số chúng ta cần này. Đúng không? À, cho nên từ đây chúng ta có muốn tính C đưa về tử 2 thì chúng ta nhân cả hai vế của C với 2. Là chúng ta có này, nhân hai vế của C với 2. Vậy 2 nhân với C ta có 2 nhân với C này bằng 2 nhân với cả cái tổng bên phải. 1 trên 1 nhân 3. 2 nhân C nhá. Đúng không? Cộng với 1 trên 3 nhân 5. Phân số trước cuối 97 nhân 99 và 99 nhân 101. Vậy các bạn thấy lại nhân vào theo quy tắc bên này. 2 nhân với 1 phân số, A nhân với các phân số 1 trên 1 trên. Thì đẩy A lên trên tử đúng không? Vậy chúng ta được gì đây nhỉ? 2 trên 1 nhân 3. 2 trên 3 nhân 5. 2 trên 97 nhân 99. Và 2 trên 99 nhân 101. Vậy các bạn thấy ra biểu thức quen thuộc chưa?
đúng không? Vậy đây chính là biểu thức A mà chúng ta đã tính, đúng không? Vậy chúng ta nối với kết quả sao là xong. Vậy từ đây chúng ta có được 2 nhân C bằng này. Cho nên chúng ta có C sẽ bằng A chia cho 2. Thế thôi, vậy là xong. Đấy là với những bài mà bắt đầu nó lại phát triển lên khó hơn một chút, đó là gì? Đó là tở, lúc này nó không phải là hiệu của hai số dưới mẫu nữa, nhưng có thể biến về được loại đấy bằng cách nhân thêm để cho nó tở đúng bằng hiệu hai số dưới mẫu. Cả lớp hiểu bài chưa? Hiểu chưa? Để thầy lấy thêm một ví dụ nữa nào. Ừ đó, thế đó. Cái dạng này thì ở lớp 5 đã nhiều bạn có được học không? Hay là nhiều bạn cũng chưa được học? Nhưng quy tắc nó chỉ có thế thôi. Đấy, bây giờ nhá. Vậy từ đây, bây giờ thầy ra trực tiếp cho chúng ta thêm cái đề này nữa này. Để cho xem các bạn sẽ làm như nào nhá. Đầu tiên là lấy dưới mẫu này, câu D này, tính D bằng 1 trên 3 nhân với 3 nhân 7 cộng 1 trên 7. Bây các bạn tự làm thầy giáo nào, nhìn ra quy luật này. 3 nhân 7 cách nhau mấy đây cả lớp? Cách nhau mấy? Vậy thì phải là 7 nhân với bao nhiêu? 7 nhân với 11. Đúng rồi. Tiếp theo là 1 phần 11 nhân với bao nhiêu? Nhân với 15. 15 cách nhau 4. Vấn đề ở đây khóa đuôi. Vậy thì các bạn cần phải nhìn ra được quy luật của các thừa số dưới này. Đương nhiên nó cách nhau 4 rồi. Vậy thì từ đây chúng ta khóa đuôi lấy một số nào như nào nào. Nào bây giờ bạn nào lấy khóa đuôi ngẫu hứng cho thầy xem là chuẩn không nào. Nào, 1 phần bao nhiêu để xem nào các bạn thấy. Nào, bạn nào bao nhiêu? Để thầy phân tích cho các bạn là xem nào các bạn lấy đề đúng hay sai. Nào. Một bạn nào nói cho thầy hai cái số khóa đuôi nào. 23 nhân 27. Nó phải xa ra lớn tí. Chứ không phải là mấy số gần gần đây này. Lấy số trên trăm cho thầy nào. Nào. 97 nhân với bao nhiêu? Cách nhau mấy đây? Cách nhau 4, 101. Vấn đề ở đây có đúng hay không? Thì các bạn phải nhìn các cái quy luật của các số. Đó là ví dụ nhìn các số đứng trước thôi. 3 7 11. Các bạn thấy đặc điểm của các số này là gì? Đặc điểm là gì? Cách nhau 4 thì đúng rồi. Vậy cứ cách nhau 4, các bạn làm cái phép chia cho 4 như này. Chia 4 dư mấy đây? Chia 4 dư 3. Vậy thì từ đây chúng ta nhận thấy này, các cái thừa số ở dưới mẫu đứng trước nó phải là chia 4 dư 3. Chia 4 dư 3. Vậy thì từ đây bạn lấy số 97 có đúng không cả lớp? Đúng không? Sai. Không đúng quy luật. 97 thầy nhớ là cái số 96 chia cho 4. Vậy cái số 97 này chia 4 dư 1. Cho nên là sai. Cho nên là vẫn chưa làm được thầy ở chỗ đấy. Đúng chưa? Vậy từ đây các bạn chỉ cần lấy cái số chia 4 dư 3, một cái số dễ nhận biết nhất, đó là số bao nhiêu đây? 103. Bởi vì 100 chia cho 4 mà. Vậy sau đó có được số thứ nhất rồi, mình chỉ cần cộng thêm 4 vào số thứ hai, 107. Cả lớp đã hiểu chưa? Hiểu về tìm quy luật dãy số chưa? Đó, nó là như vậy đấy. Chứ không phải là các bạn cứ lấy cái khóa đuôi quan trọng nhá. Muốn khóa được đuôi, các bạn phải hiểu quy luật của các dãy số này là gì.
khi đó mình mới khóa được đuôi chuẩn. Đấy thôi, rồi bây giờ làm cho thầy cái tính D này cho thầy xem nào. Đấy, các phân số này có đặc điểm tử là hiệu của hai số dưới mẫu chưa? Có không? Không đúng không? À, chúng ta thấy hiệu của hai thừa số dưới mẫu nó là 4 đơn vị. 4 đơn vị. Mà tử chỉ có 1. Vậy bây giờ làm nào để có 4 đơn vị ở trên tử của các phân số đây nhỉ cả lớp? Làm nào đây? Đó là gì đây? Nhân cả hai vế với 4 này. Nhân cả hai vế với 4 thì đều có 4 trên 4 trên 4 trên. Đúng chưa? Cho nên bây giờ mình nhân cả hai vế của D với 4. Nhân hai vế của D với 4. Đúng chưa? Vậy khi đó chúng ta sẽ có 4 nhân với D bằng này. À, 4 trên 3 nhân 7 cộng 4 trên 7 nhân 11 cộng vân vân vân. Rồi, thường người ta sẽ ghi hai phân số đầu và hai phân số cuối. Vậy phân số trước cuối nó chính là bao nhiêu đây? Số sau là 103. Vậy số trước sẽ là 103 trừ đi 4 được là bao nhiêu đây? 103 trừ 4 được chín mấy nhỉ? 99 đúng không? Đúng không? Và cộng với 1 phần 103 nhân với, à nhân với 4 lên chứ, quên. Chỗ này là 4 này. 107. Đó, để đưa về cái loại tử số đúng bằng hiệu hai thừa số dưới mẫu, ta nhân hai vế của cái toàn bộ các phân số này với 4. Vậy là chính là dạng lý thuyết nó là như vậy. Đúng chưa? Vậy đến đây xong rồi. Tức là chúng ta có một cái này chính là 1 phần 3 trừ 1 phần 7. À, lại là 1 phần 7 trừ 1 phần 11. Vân 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 vân. Phân số này biến thành 1 phần 99 trừ đi 1 phần 103. Đúng không? Ừ, anh này là 1 phần 103. Đấy. 1 phần 107. Đúng không? Và chúng ta đã xong đường này. Khử liên tiếp. Đó. Khử liên tiếp. Đúng không? Và kết quả nó chính là bằng 1 phần 3 trừ đi 1 phần 107. Đúng chưa? Đó. Vậy từ đây ta tính được anh này. Vậy chia cả hai vế cho 4, chúng ta sẽ ra được đây. Cái phần đằng sau này thầy không tính nữa vì nó không quá là quan trọng đối với loại bài này. Vậy thông qua cái bài hôm nay đó là gì? Thứ nhất là mình ôn được một cái dạng. À, dạng này nó liên quan tới chuyển tiếp lên lớp trên, nó chính là gì? Nó là tính tổng của những cái dãy phân số mà có quy luật. Quy luật ở đây đó chính là quy luật ở mẫu. Mẫu nó là tích các số. Đúng không? Và nó theo một cái khoảng cách, cách đều bao nhiêu đó. Và cầm tử số chính là hiệu của các số dưới mẫu. Khi đó chúng ta đưa được về cái loại này. Và người ta gọi nó là khử liên tiếp. Thế đó. Cho nên bạn nào để ý, thực ra mà nói đối với loại này nó không có khó đâu. Nhưng bạn nào không để tâm, chưa hiểu được bản chất vấn đề ấy, thì nó cứ bị mắc suốt thôi. Thế nhưng để ý một chút thì các bạn chỉ cần là một bài là các bạn là xử lý được những bài sau nó đơn giản thôi, nó không có khó. Rồi, ok. Hôm nay chúng ta ôn dừng ở đây nhá. Chúng ta mới học từ lớp 5 đến lớp 6, chắc bạn ngồi là cũng mệt rồi. Nên là mình học vừa là thư giãn một chút, học lấy một chút kiến thức và thư giãn như vậy thôi. Thế chào cả lớp nhá. Em chào thầy. Ừ. Chào thầy. À. Nghỉ ngơi cơm nước đi. Em chào thầy. Đó, chụp đi, bạn nào chụp thì chụp đi.